vì đất nước mình còn lạ, cần chi đâu nước ngoài. Đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài. Đúng vậy, Việt Nam mình rất đẹp, từ những cung đường quanh co uốn lượn xẻ núi, đến những thôn bản yên bình thoáng ẩn hiện dưới làn khói lam chiều. Từ ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ đến nụ cười rạng rỡ của những cô gái miền sơn cước. Trước vẻ đẹp đó, dự án GREAT là dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua phát triển du lịch và nông nghiệp tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La do chính phủ Australia tài trợ, đã được triển khai từ năm 2017 và sẽ kết thúc vào tháng 6 năm 2022. Tại Sơn La, GREAT tài trợ cho tổ chức AOP và Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mộc Châu triển khai phát triển du lịch cộng đồng tại 3 bản Tà Số, Bản Dọi và Bản Vặt cùng 2 bản Phụ Mẫu, Bản Nà Bai ở huyện Vân Hồ. Dự án đã nâng cao vị thế của người phụ nữ dân tộc địa phương thông qua các can thiệp về chuyển đổi nhận thức, nâng cao kỹ năng dịch vụ, kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo, từ đó thúc đẩy phụ nữ tham gia quá trình ra quyết định, khuyến khích người dân tham gia vào chuỗi du lịch cộng đồng, tiếp cận tài chính, cải thiện chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và trải nghiệm du lịch, kết nối thị trường, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước nhằm tạo thu nhập, việc làm cho cộng đồng và tạo thêm những địa điểm du lịch mới. Nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 20 km, bản Tà Số, xã Triềng Hắc, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, được ví như một viên ngọc ẩn trong mây. Thiên nhiên cũng ưu ái cho nơi đây một khung cảnh hùng vĩ, nơi có ngôi làng Nguyên Thủy, hang Táu, hoang sơ nhất cao nguyên Mộc Châu, cùng những cung đường trekking, đi bộ dã ngoại dành cho tín đồ du lịch ưa khám phá. Đặc sản của Tà Số là những ngôi nhà sàn nhỏ nằm ẩn sâu trong vườn mơ, vườn mận, cổ thụ trên sườn đồi. Các homestay cộng đồng tại đây với nội thất được làm hoàn toàn bằng gỗ, tạo nên một cảm giác gần gũi và vô cùng ấm cúng. Dự án GREAT đã hỗ trợ cho bà con ở đây rất là nhiều các cái nội dung để mà bà con từ những người mà có thể nói là người dân lao động rất là bình thường nhưng bây giờ đã có thể đón tiếp khách được và có các cái homestay cơ bản cũng đạt các cái tiêu chuẩn để mà đón khách du lịch được với thời điểm hiện tại. Bản Tà Số với 100% đồng bào sinh sống là người Mông, họ vẫn giữ tập quán lao động và phong tục văn hóa độc đáo. Dịp đầu năm cũng là lúc người Mông vui chơi suốt tháng và đón Tết sớm của đồng bào mình. Tết của truyền người Mông chúng ta là thường thường làm cho tháng 12 âm lịch, thường là 30 là chúng ta làm Tết thì chúng ta các cái chê về làm một cái bó để quyết, chúng ta phải chọn một cành mà thật đẹp và màu hết cánh ra đừng có gánh ngọn đấy để quyết cái sáu này, cái ốm đau này, cái dù do này. Và năm mới thì người mới này, làm cái gì cũng mới hết. Cái bàn thờ với cái tủ tên ở trong nhà ấy, làm bố mẹ và truyền cho mình thì mình mới làm được. Thì bố mẹ mình bảo mình làm thế nào là mình làm đống ý xì như thế. Mình không bao giờ thay đổi. Thế kỷ nào mình cũng phải giữ gìn cái bản sắc dân tộc mình để truyền cho các cháu. Người đàn ông là chủ gia đình sẽ phải thực hiện mọi nghi lễ thờ cúng. Còn người phụ nữ sẽ chuẩn bị gạo nếp, đồ xôi để giã bánh dày. Đây là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong văn hóa đón Tết sớm của người Mông tại Tà Số. Tết của người Mông, người ta làm bánh dày một là để cúng thờ tổ tiên, hai là mình làm để cho con cháu mình được ăn, với lại bạn bè anh em đến thăm thì mình còn có cái để cho họ thưởng thức, gọi là đặc trưng của Tết. Và thường thì các gia đình cũng tùy thuộc vào từng gia đình, làm từ 70 đến 80 và thậm chí còn đến 100 cái. Khi những tia nắng xuân xua tan lớp sương mù nơi vùng cao, người Mông bản Tà Số lại hẹn nhau ở một địa điểm thân thuộc. Hội xuân bản Tà Số
không chỉ có người Mông quanh vùng tham gia mà còn thu hút rất nhiều du khách đến từ khắp mọi nơi đổ về dự hội. Trong khoảng thời gian diễn ra Tết là tầm khoảng 15 ngày đấy thì họ cũng diễn ra rất là nhiều cái hoạt động. Các cái trò chơi dân gian từ xưa đến giờ của người Mông ấy đó là ném pao với lại đánh tù lu. Tết nào cũng không thể nào thiếu vắng được hai cái hoạt động này. Một năm làm lụng vất vả rồi thì bà con cũng mong muốn là đi tạo ra những cái trò chơi như vậy để góp phần là đoàn kết thêm tình cảm của xóm làng. Chúc mừng năm mới! Nho râu trồng xa, chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Rời bản Tà Số với những lưu luyến về một bản vùng cao giàu truyền thống, với sắc mận tinh khôi phủ lên những mái nhà, tiếng khèn Mông cao vút, hương vị bánh dày thơm dẻo của gạo nếp lương, tất cả đã tạo nên một bức tranh xuân ấn tượng mà bất cứ ai cũng khó lòng quên được. Khác với Tà Số, bản Dọi, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Thái. Nếu những người phụ nữ Mông súng xính đón Tết cùng bộ trang phục với sắc màu thổ cẩm rực rỡ, thì người con gái Thái lại gắn liền với chiếc khăn piêu. Thế giới đằng sau chiếc khăn piêu ấy của người Thái chắc chắn đem đến cho du khách nhiều điều hứng thú. Tôi đã bắt đầu học thêu từ lúc còn rất là nhỏ và đến đây hiện nay thì cũng đã được hơn 20 năm rồi. Và nhìn vào chiếc khăn piêu thì người ta có thể đánh giá ngay được cái đức tính, cái phẩm hạnh của người con gái Thái. Khi mà người ta hoàn thiện được một cái khăn piêu đẹp thì phải có sự cần cù và sự tỉ mỉ. Những cái họa tiết ở trong cái chiếc khăn này là nó là biểu tượng cho cái đời sống tinh thần của người Thái. Hình đây là những cái hình của những cái ruộng bậc thang, còn những cái viền ngoài ở đây gọi là khao cút. Đây là biểu tượng của cái mái nhà của người Thái. Nếu như mà hoa ban là cái biểu tượng của núi rừng Tây Bắc thì cái khăn piêu này thì chính là những cái biểu tượng của những người phụ nữ Thái ạ. Không chỉ gắn bó với cuộc sống thường ngày, bình dị của người dân, chiếc khăn piêu còn là vật tín, minh chứng đặc biệt cho tình yêu đôi lứa. Chiếc khăn piêu đầu tiên thì tự tay mình thêu và mình đem mang tặng người yêu ạ. Mình học thêu từ năm 15 tuổi. Mình thêu chắc được 100 cái ạ. Khi mình đi lấy chồng thì mang tặng nhà chồng ạ. Bản Dọi cách thị trấn Mộc Châu khoảng 26 km là một trong những điểm đến săn mây không thể bỏ lỡ. Không khí đầu xuân ngập tràn trên cung đường đến bản. Du khách có thể trải nghiệm tour xe đạp địa hình để chiêm ngưỡng những cảnh đẹp thiên nhiên dọc theo hành trình đạp xe. Vào mùa hè, nơi đây cũng là điểm đến được nhiều người lựa chọn để thưởng thức và tự tay thu hoạch trái cây tươi. Trước đây thì tôi cũng chưa có khái niệm là du lịch như thế nào đâu. Nhưng mà cái năm 2010 thì tôi lúc bấy giờ là làm trưởng bản ở bản Dọi này. Thế thì trong thời gian đấy thì nó rất nhiều cái khách họ hay qua lại đây, đặc biệt là cái dự án Great ấy, họ đào tạo, họ mở các lớp tập huấn. Từ bấy giờ tôi mới có cái kiến thức một chút về làm du lịch. Thế mình mới cải tạo lại nhà rồi lại xây dựng các công trình phụ. Thế thì mới làm cái dịch vụ homestay. Nhiều hôm là có rất là đông khách mà nhiều đoàn cơ. Thế nên là một mình tôi làm thì nó cũng không xuể. Tôi phải vận động nhiều gia đình làm cùng. Thế tôi bảo cứ làm, tôi sẽ là người truyền lửa cho họ, tiếp tục hướng dẫn họ. Ví dụ như tôi cũng mở một cái xưởng chè mini để khách họ đến, họ có thể là đi cùng tôi đi hái chè và tối về chế biến chè.
sáng hôm sau đi về có một chút quà nho nhỏ để họ mang về làm kỷ niệm, chính tay họ làm ra. Hoạt động trong bản thì chúng tôi cũng đang xây dựng những cái điểm tham quan, ví dụ như hang mộ cổ này, các cái đồi chè, điểm chụp ảnh, điểm săn mây, hay là nhà cửa thì chúng tôi cũng đã cải tạo xong rồi, sẵn sàng đón khách rồi. Với giờ phút nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi, trải nghiệm du lịch cộng đồng ở Bản Giọi chắc chắn sẽ làm điểm đến để lại cho du khách nhiều cảm xúc. Những ngày này, Mộc Châu đẹp như một cô thiếu nữ e ấp. Nàng mang vẻ đẹp của hoa mận trắng, của dòng thác dài yếm như nối liền bầu trời và mặt đất. Đây được biết đến là một kỳ quan tuyệt đẹp mà thiên nhiên ban tặng cho người dân tộc Thái ở bản Vặt, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mó ở đây thì nó gồm có 3 mó. Mó cỏ lắm, mó tá cháu, mó cỏ hay. 3 mó này là chảy thành một cái chảy nước ra thành chảy xuống thác dài yếm. 3 cái mó ở đây gắn liền với bà con tập tục, bà con dân bản ở đây ấy, thì thường là bó tá cháu, thì thường thường tháng 3, tháng 4 thì bà con dân bản ở đây mang nước về tắm tụng rửa tượng. Còn các mó khác là để dùng sinh hoạt cho bà con như làm đồng áng rồi là sinh hoạt ăn uống cho bà con. Tới đây, du khách sẽ được khám phá một phong tục không thể thiếu được trong dịp đầu năm, đó là tục đi lấy nước ở suối. Người Thái quan niệm rằng nước là điều may mắn, đem lại sự sống, sự tốt tươi. Phong tục đón Tết cổ truyền ấy cho đến ngày nay vẫn được bà con bản Vặt gìn giữ và bảo tồn. Thường thường vào dịp lễ Tết ấy, đàn ông ở trong bản người ta chọn lấy những cây đẹp nhất, thẳng nhất để sang lấy nước. Và sau khi duy trì cái cây tre này chỉ được dùng trong một lần trong một năm đấy thôi. Và sang năm sẽ lại dùng, tiếp tục lại dùng cái khác. Đối với đàn ông thì là công việc là như thế. Còn chị em phụ nữ ở trong bản ấy, thường thường là buổi sáng sớm ngày hôm sau, tức là ngày mùng 1 ấy, mọi người cũng ra đây để lấy nước, về để là sẽ dâng lên các cụ, lên bàn thờ tổ tiên và một số cái nấu bánh chưng hoặc là làm cái sinh hoạt trong gia đình để ăn uống. Không chỉ độc đáo về văn hóa, những món ăn truyền thống với cách tẩm ướp tạo nên hương vị đặc biệt của người Thái chắc chắn cũng sẽ khiến du khách ấn tượng. Được sự hỗ trợ của dự án GRED và tổ chức AOP thì hiện tại thì du lịch ở Bản Vặt đang được nhiều du khách biết đến. Có 15 hộ homestay thì đang tham gia làm homestay ở trong bản. Khi mà du khách đến tham quan tại bản thì những hoạt động du lịch tại bản như là trải nghiệm đi khám phá xung quanh bản làng cũng như là tham quan chùa cổ tại Bản Vặt. Hiện tại thì đang đến mùa xuân, khi du khách lên thì sẽ có những cái vườn dâu tây chín rộ để cho du khách trải nghiệm hái dâu tây. Xuân năm nay cũng đặc biệt hơn với phụ nữ bản Vặt. Chị em phụ nữ trong bản không chỉ chuẩn bị trang phục đón Tết cho gia đình mà còn chủ động học hỏi, từng bước đưa nghề dệt thổ cẩm truyền thống của mình trở thành sản phẩm du lịch. Tại bản cũng thành lập nhóm phát triển đồ lưu niệm làm bằng tre nứa vô cùng đặc biệt, gồm các hộ gia đình có người khuyết tật tham gia. Mỗi người làm một công đoạn, cùng nhau tạo ra sản phẩm bán cho du khách. Dịp Tết thì bà con tại bản Vặt thì đang chuẩn bị là đón khách bắt đầu trở lại, thì sẽ có những cái hoạt động như là múa xòe này, nhảy sạp này, thì du khách có thể hòa mình vào những vòng xòe, và với những ngày Tết thì du khách có thể là dùng cơm cùng bà con dân tộc Thái tại đây, là những chén rượu nồng, là những cái bắt tay và những cái món ăn rất là đậm đà bản sắc dân tộc. Có thể nói là rất tuyệt vời. Lần đầu tiên tôi đến đặt chân lên cái đất Tây Bắc này, mặc dù tôi đã có 9 ca khúc tôi viết về miền Tây Bắc này, và tôi đã có một cái tham vọng rất nhiều, ước mơ là được chứng kiến những cái cảnh của cái núi rừng Tây Bắc, được chứng kiến những điệu xòe
và của những vũ nữ xinh đẹp của núi rừng. Hôm nay được xem được màn trình diễn rất độc đáo và tôi thấy rằng là cái vũ điệu này làm cho con người ta sảng khoái khi công việc bận rộn ở bên ngoài và chắc chắn rồi nếu mà có một dịp gần nhất hoặc là có nhiều dịp hơn thì tôi chắc chắn sẽ chọn Mộc Châu để thưởng thức những món ăn tinh thần của dân tộc Thái. Mộc Châu nổi tiếng gần xa với những đồi chè xanh mướt, những vườn mận trĩu quả cùng khí hậu trong lành. Nhưng mảnh đất ấy còn vô vàn những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ và nhiều điều còn chờ con người tới khám phá. Nằm cách thị trấn Mộc Châu khoảng 25 km, men theo quốc lộ 43, tại xã Triềng Khoa, huyện Vân Hồ, có một ngọn thác được ví như báu vật của đất trời Tây Bắc mang tên Nàng Tiên. Thác cao 3 tầng, mỗi tầng lại có một vẻ đẹp riêng. Dù mới được khám phá, nhưng địa điểm này đã được nhiều người coi là nơi nghỉ chân để tiếp năng lượng cho chuyến hành trình rong ruổi trở về Tây Bắc. Mỗi mảnh đất ở vùng núi Tây Bắc đều có những nét đặc sắc riêng, hấp dẫn du khách phương xa. Nằm cách trung tâm Vân Hồ khoảng 34 km, điểm dừng chân ở bản Phụ Mẫu, xã Trường Yên, chắc chắn sẽ đem đến cho bạn nhiều trải nghiệm du lịch cộng đồng thú vị. Xã Trường Yên chúng tôi thì được thiên nhiên ưu đãi như có nhiều lợi thế như tiềm năng để phát triển du lịch thì như các hệ thống hang động này, suối cá này, suối nước nóng này và bà con nhân dân thì vẫn còn gìn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của các dân tộc. Khám phá bản Phụ Mẫu, bạn không chỉ được thăm thú khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, trải nghiệm nhiều điều thú vị mà còn được giao lưu, kết nối với những bà con sinh sống ở đây. Cứ đến mùa đông là bà con bởi vì là ở trên này vì điều kiện cơ sở như tắm nước nóng mà gia đình chưa vì điều kiện chưa thể sắm được nên là cứ đến mùa đông là bà con lại tập trung cuối giờ chiều bà con lại ra tập trung tắm ở đây. Suối nước nóng Phụ Mẫu là suối nước nóng tự nhiên nằm dưới chân núi Bò Uy với nhiệt độ trung bình của nước khoảng 40 đến 50 độ, vừa đủ ấm và rất tốt cho sức khỏe. Hiện tại thì ở Vân Hồ thì cũng là 15, 16 độ đấy. Nhưng mà khi xuống dưới tắm thì thấy là nó rất là ấm, thoải mái và được bà con cùng tắm cùng rất là vui. Nếu mà có một dịp nào đấy thì chắc chắn thì mình cũng sẽ quay lại nơi đây để mình có thêm nhiều cái trải nghiệm ở đây nữa. Đây thì bản Phụ Mẫu là được các cấp quan tâm và đưa vào để xây dựng cái bản du lịch cộng đồng cách đây vài năm rồi. Hiện nay thì đối với bản Phụ Mẫu thì là có 200 hộ. Trong khi đó thì hiện nay mới đang có 8 hộ đang thực hiện cái mô hình này. Thì trước đây nó có rất đông khách Tây, từ Tây Ban Nha rồi từ Anh. Và cái hộ nhà anh Khoa và cái hộ chú chị Hạnh ấy là làm đầu tiên. Bản Phụ Mẫu thì có cái tiềm năng gọi là có thác nước với lại suối nước nóng. Thì khách cũng tò mò và đến tham quan. Thì tôi cũng nghĩ là có khách đến thế thì tôi cũng làm dịch vụ gọi là mở cái homestay để có khách ăn và ngủ. Làm du lịch này thì có kinh tế để cải thiện cho gia đình. Bản Phụ Mẫu, một điểm đến du lịch cộng đồng hấp dẫn nằm trong dự án Great, giúp du khách có thêm những trải nghiệm và khám phá bản sắc văn hóa của người Thái. Cũng như các dân tộc khác trên mọi miền đất nước, tục gói bánh chưng mỗi dịp Tết đến của người Thái bản Phụ Mẫu được chuẩn bị kỹ càng và chu đáo. Thì thường thường thì người Thái là cứ vào chiều 29 Tết là bắt đầu tổ chức gói bánh chưng. Bánh chưng người Thái thì có hai loại, một loại là bánh vuông nhỏ, nó khác với cái bánh chưng to của người xuôi và một số đồng bào khác. Một loại là bánh dài. Thường thường gói thành hai chiếc và ốp vào nhau. Thì nguyên liệu thì thường thường là chỉ là gạo nếp với nhân đậu đố thôi. Chứ còn bây giờ thì học theo một số đồng bào khác thì người ta cũng có thể cho nhân thịt. Chứ thường thường người Thái ngày xưa thì không có nhân thịt. Gói xong là mới đi ngâm nước để khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ cho gạo nó nở. Để nó chặt cái lạt buộc bánh xong rồi họ mới đem luộc.
Phải luộc từ 6 đến 8 tiếng thì mới vớt ra. Trải qua thời gian, dù có thay đổi nhưng mâm cơm cúng Tết của người dân tộc Thái vẫn giữ được nét cầu kỳ riêng biệt. Hãy một lần đến với Phụ Mẫu để tìm hiểu về những phong tục cổ truyền, để biết thêm về tín ngưỡng sâu sắc, độc đáo, mang đậm nét văn hóa của dân tộc Thái nơi đây. Cách bản Phụ Mẫu không xa là bản Nà Bai, xã Trường Yên, một trong những điểm đến không thể bỏ lỡ khi du khách đặt chân đến với Vân Hồ. Du lịch cộng đồng ở đây vẫn giữ được nét gần gũi, chan hòa với thiên nhiên. Người dân đón tiếp khách tình cảm như đón người trong nhà đi xa trở về. Bản Nà Bai có 174 hộ, dân tộc Mường là chiếm 80%, còn lại là 20% là trong đó có người Thái, người Dao và người Mông. Ở đây nếu mà du khách đến trong khoảng mùa đông thì khí hậu nó phát sinh trong lành. Du khách được trải nghiệm ví dụ như là săn mây, hoặc là du khách được chiêm ngưỡng hoạt động như là đan lát hoặc là làm các nghề thủ công. Chỉ có dịp nào đó thì khách du lịch đến có thể trải nghiệm về đi cấy hoặc đi bừa với bà con. Hoặc ở đây cứ tháng chạp là dân bản đây tổ chức cái lễ hội bắt cá thì du khách cũng có thể trải nghiệm. Người Mường tại bản Nà Bai có cùng thời gian đón Tết như nhiều anh em đồng bào khác, nhưng cũng mang những nét văn hóa riêng có, rất độc đáo. Cái người Mường thì có cái nét văn hóa của người Mường là cơm đồ, nhà gác, nước vác lượn thui. Thì toàn bộ là cháu con anh em ở gần xa, đi làm gần xa thì cứ đến cái ngày Tết này là sẽ là tất cả là phải tập trung về nhà. Phần lễ thì Tết cũng trưng bày nó cũng đơn giản nó như này thì cũng phải có cái hương, phải có bánh. Đấy, nhưng mà cái phần hội thì chúng tôi tổ chức là không thiếu năm nào phải được múa, được xòe tại sân bóng này một vòng xòe lớn thì bà con mới chịu đi việc, mà không thì cứ còn lẩn quẩn ở nhà thôi. Từ bao đời nay, cứ những ngày lễ hội của người Mường ở bản Nà Bai không thể thiếu được tiếng cồng chiêng vang lên trầm bổng. Họ coi tiếng chiêng là ngôn ngữ để giao tiếp với trời đất, thánh thần, tổ tiên. Cái nét văn hóa cồng chiêng của người Mường thì đã bao đời nay rồi. Thì ở đây thì cứ cái tiếng cồng chiêng này thì mang một cái ý nghĩa là để nó đầy đủ cho con cháu đi ở các nơi gần xa làm ăn, thì đến cái thời điểm mà đánh cồng chiêng ấy thì là đã báo cho là đã đủ một năm 12 tháng rồi. Âm vang cồng chiêng này thì nó tượng trưng cho như người mình là nó thêm một cái sức mạnh để đi làm mùa làm màng thì cảm thấy nó vui tươi, nó thoải mái hơn. Cồng chiêng có mặt trong những thời khắc quan trọng của cuộc đời mỗi người dân Mường, từ khi sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ. Chính vì vậy, người Mường coi cồng chiêng là báu vật của mình và gìn giữ qua các thế hệ. Du lịch cộng đồng tại bản Nà Bai chắc chắn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi hòa vào cuộc sống của người dân bản địa, để từ đó hiểu hơn về các giá trị văn hóa truyền thống. Cho tới nay, các bản du lịch cộng đồng do Great và AOP hỗ trợ thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ đã thu hút đông đảo du khách, làm thay đổi diện mạo làng quê. Dấu ấn chuyên nghiệp cũng được thể hiện trong cách bài trí cảnh quan, tiện nghi, dịch vụ. Đời sống người dân không ngừng được nâng cao. Cùng với việc có thêm thu nhập và việc làm đã giúp người phụ nữ ngày càng tự tin hơn, nâng cao được vị thế của mình trong xã hội. Tới đây, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình, nơi đất trời gặp gỡ, giao hòa, mà còn có cơ hội tìm hiểu không gian văn hóa cộng đồng, phong tục tập quán, đắm mình trong các lễ hội truyền thống và trò chơi dân gian dịp đầu xuân. Đó chắc hẳn luôn là mơ ước của bất cứ con người nào say mê vẻ đẹp xứ Tây Bắc này.